Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ tô màu sản phẩm. Chắc là các bạn chưa biết sản phẩm gì đúng không? Thì các bạn hãy vào xem video của mình để biết sản phẩm nhé. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình một lượt like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và một lần nữa, mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta cùng đi bắt đầu tô màu nào. Tiếp tô màu nha các bạn.
Vậy video của mình đã kết thúc các bạn ơi. Nếu các bạn thích hãy để lại cho mình like nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều nha.